Chương 1 Mới bắt đầu nhất Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Màn đêm màu xanh đậm đầy sao che kín, tầng tầng vân hải che khuất trăng rằm như câu. Góc sân cây tường hương chương bị gió đêm hốt khởi thổi trúng hoa hoa tác hưởng, trong phòng nữ tử trên giường hẹp như gặp ác mộng, thân thể rung mạnh lên, đệm chăn trên vai chảy xuống, phòng trong, trong cây đèn thủy tinh bên giường ánh sáng của cây nến nhỏ như hạt đậu, vẫn còn nhảy lên, thoang thoảng trong không khí là mùi hương hơi ngọt đặc hữu của nữ tử khuê phòng, nữ tử trên giường hẹp ngủ quan thật đẹp, dưới hàng mi như lá liễu là đôi mắt nhắm chặt, tóc đen như tơ lụa tốt nhất phân tán trên. Áo ngủ bằng gấm thượng, mày co rút nhanh, lông mi thật dài vi run run hầu như không thể thấy, biên độ run run không ngừng tăng lớn, tiện đã mở một đôi mắt như thu thủy. Bởi vì vừa mới tỉnh lại, đôi mắt đen hơi mang chút mê muội nha. Phát ra tiếng hô mang theo khàn khàn, lại bị tiếng gió ngoài cửa sổ càng lúc càng nhanh che lấp, tiểu nha đầu gác đêm ở gian ngoài ngủ thật trầm, hoàn toàn không có phát hiện trong nội ốc tiểu thư đã tỉnh lại, nghiêng thân mình, ngực phập phồng, ngủ thật sự trầm, dịp trăng trăng nắm trong tay gấm vóc dày đặc, chống tay ngồi dậy, áo ngủ trên người theo một đóa mẫu đơn phú quý thật lớn cùng dây áo ngủ bằng gấm tuột xuống tới bên hông, nàng nhìn không được đưa tay nắm chăng, tú văn phía trên thật. Tinh xảo, hoàn toàn không phải mấy theo hoa ở xã hội hiện đại có thể sánh bằng vén lên liêm trướng, trong mắt là bình phong hoa nở bốn mùa bằng hoàng lê mộc, ngày xuân là hoa đào, ngày hè là thanh liên, ngày thu là ngạo cúc cùng ngày đông là hồng mai, dịp trăng trăng cầm giày theo, nhìn không được tiến lên nhìn cẩn thận, hình vẽ trên bình phong mang theo phong lưu thoải mái không giống quốc họa ở đời sau tượng dồn khí trầm. Quay lại nhìn phía chiếc giường từ đầu mình vừa mới đứng dậy, vân hồng hải thủy cùng giá gỗ hoàng lê, bên giường có cây đèn thủy tinh bát giác đang đứng cánh hoa sen tạo hình xảo dịu tuyền mỹ. Mười phần hương khuê của thiếu nữ cổ đại, dịp trăng trăng nâng tay lên, nàng cảm thấy có chút có chút vựng, nâng tay, mu bàn tay đặt trên trán, nhiệt độ nóng bỏng cho thấy lúc này nàng đang phát sốt. Nhìn lại trung y màu trắng trên người mình, còn có cái gì không rõ, bước chân nặng nề vòng qua phía sau bình phong, liền thấy đây căn phòng của khuê tú cổ đại, tiếng gió mang theo tiếng rít làm cho căn phòng này mang theo chút đáng sợ. Diệp Trăng Trăng bước nặng bước nhẹ đi hướng bàn trang điểm, bên trong gương đồng mờ nhạt chiếu ra bóng người xa lạ, nàng nhìn không được dùng đầu ngón tay lạnh lẽo đụng chạm mặt kính, trên mặt kiến bởi vì tay nàng chỉ nổi lên sương mù thản nhiên. Nàng nhắm mắt lại, nghĩ đến một khắc thân mình bị ô tô chạy như bay kia va chạm. Đúng rồi, nàng đã chết, không phải Diệp Trăng Trăng, vậy nàng hiện tại là ai? Tráng mang theo cảm giác mát để trên bàn trang điểm, nàng thoải mái thở dài một hơi, nàng sinh bệnh, đợi cho hơi tốt một chút, lại tính toán, nghe được tiếng bước chân sốc xếp phía sau, dịp trăng trăng miễn cưỡng quay đầu nhìn đi qua, nữ tử kia bước vội vàng đi đốt đèn, trên người khoác áo choàng ngắn màu hồng nhạt bên ngoài trung y, hơi hơi nheo mắt lại, người tới ngủ quan thanh tú, làm như thật không ngờ nàng sẽ đứng lên, biểu tình mang theo kinh ngạc. Tiểu thư, ngươi thức dậy làm gì? Hẳn là nha đầu của nàng, dịp trăng trăng nghĩ, chính là trong giọng nói mang theo một chút không kiên nhẫn dịp trăng trăng không biết là vì nha hoàng này quá mức lo cho nguyên chủ sau đó chậm trễ đó chỉ là nàng đoán dịp trăng trăng tội nghiệp nói ta có chút khác vừa mới đốt đèn ở trên bàn trang điểm thì nhìn đến ngươi làm ta giật cả mình nha hoàng kia nói hơn phân nửa đêm ngồi ở bên bàn trang điểm nàng đưa tay đặt ở bên miệng ngáp một cái trong miệng nói liên miên cằn nhằn hiển nhiên bởi vì dịp trăng trăng tỉnh lại đã quấy rầy giấc mộng của nàng giọng điệu có chút không kiên nhẫn, Diệp Trăng Trăng không biết thân phận của mình, cũng không biết thân phận nha đầu này, nếu có thể nhớ tới cái gì thì tốt rồi, vừa mới có ý niệm này trong đầu, trong óc giống như đùng một tiếng nổ tung. Thân mình ngồi ngay ngắn ở bên bàn trang điểm mềm mềm rồi ngã xuống. Trước khi hoàn toàn hôn mê, nghe được tiếng nha hoàng oán giận. Sốt còn không có lui, cũng không biết mặc thêm kiện sim y ban đêm. Tiếp theo lâm vào một mảnh hắc ám trong đầu giống một đoạn phim nhựa trắng đen kiểu cũ xem cuộc đời của đỗ oánh nhiên lúc hai đồng nạn có gia đình ấm áp mẫu thân ôn nhu thể yếu phụ thân ôn nhuận nhã nhặn chỉ có một mình mẫu thân hai người phu thê tình thâm đối với đỗ oánh nhiên cũng là yêu thương bởi vì mẫu thân triền miên trên giường ngược lại cố ý làm cho đỗ oánh nhiên hoạt bát hy vọng thân thể nàng an khang sau khi mẫu thân rời đi phụ thân từ quan cái gọi là bệnh lâu thành y bởi vì thê tử tử vong làm cho phụ thân quyết định làm nghề y cứu người, hắn còn có một cái ý tưởng đó là biên soạn y thuật, thu thập kỳ phương các nơi. Phụ thân chuẩn bị mang theo tiểu oánh nhiên du y hành tẩu thiên hạ, lúc trước khi đi bị ngoại tổ mẫu trong kinh lưu lại, suy nghĩ của ngươi là tốt, nhưng mang theo oánh nhiên thì không thể, để cho nàng ở lại trong kinh, cũng có tiểu thư muội ở cùng, ngươi có cái gì không yên lòng. Trong trí nhớ ngoại tổ mẫu nắm tay phụ thân đổ oánh nhiên nói, phụ thân có chút do dự tiểu oánh nhiên tự hồ ý thức được muốn mất đi cái gì, khóc lên, tiếp theo tay nạn bị tiểu thư tỷ ôn nhu nắm lấy. Dượng, ta sẽ chiếu cố oánh nhiên thật tốt. Nắm tay đổ oánh nhiên là tệ trước hoa, trong hai mắt đẫm lệ mông lung, tiểu oánh nhiên ngẩng đầu nhìn tệ trước hoa, cảm thấy tiểu thư tỷ ôn nhu xinh đẹp, tiếp theo cảm nhận được nước mắt trên mặt mình bị tệ trước hoa lấy khăn tay lau đi. Tiểu oánh nhiên, phải kiên cường, đừng cho phụ thân ngươi lo lắng một câu của tề chức hoa cuối cùng làm cho đỗ oánh nhiên ở lại tề phủ thành kết cục đã định ở trong đại phòng đẹp đẽ quý giá của tề phủ còn có biểu tỷ cùng tuổi đa tài xinh đẹp ở cùng nàng đỗ oánh nhiên từ trong sự thương tâm khi phụ thân rời đi đi ra khôi phục đến hoạt bát dĩ vãng đỗ oánh nhiên tươi cười ngọt ngào tính cách hoạt bát trên gương mặt hai lúng đồng tiền là diện mạo trưởng bối thích nhất điều này liền làm cho ngoại tổ mẫu nguyên bản đau lòng nàng thập phần yêu thích nàng chính là có một ngày đỗ oánh nhiên nghe được hạ nhân nói nhảm làm cho nàng ý thức được đây là nhà của ngoại tổ mẫu nàng là biểu tiểu thư ăn nhờ ở đậu trong giọng nói hạ nhân đối đỗ oánh nhiên ghét bỏ nói nàng so ra kém biểu tỷ tính cách tốt rất khỏe mạnh so ra kém biểu tỷ có tài có thể nhảy ra vũ đào xinh đẹp tề trước hoa ra mặt trăng dạy hạ nhân đó sau đó lôi kéo tay đỗ oánh nhiên nói nàng đến dạy đỗ oánh nhiên lễ nghi dạy đỗ oánh nhiên khiêu vũ từ nay về sau, đổ Oánh Nhiên nguyên bản hoạt bát trở nên trầm mặc, dần dần cũng mất đi ngoại tổ mẫu yêu thương, đổ Oánh Nhiên liền càng thêm ỷ lại Tề Trước Hoa. Trước đó vài ngày biểu tỷ Tề Trước Hoa định thân, đổ Oánh Nhiên thập phần luyến tiếc Tề Trước Hoa, ưu tư quá nặng hơn nữa đột nhiên nổi lên gió lạnh, đổ Oánh Nhiên liền bị bệnh, bệnh hỗn loạn, thẳng đến dịp Trăng Trăng từ hiện đại tiến nhập thân thể này, dịp Trăng Trăng nhìn chuyện xưa, cũng không phải một chuyện xưa buồn cười, nàng lại nở nụ cười, mặt mày loan loan bên môi là hai lúm đồng tiền nhìn qua xinh đẹp đáng yêu nàng cười không phải vì nguyên nhân khác vốn là mệnh số của đỗ oánh nhiên chỉ sợ bị tề chức hoa hoàn toàn phá hủy nàng cũng biết một chuyện xưa về đỗ oánh nhiên chẳng qua chuyện xưa từ sau khi mẫu thân của đỗ oánh nhiên đi về cõi tiên không quá giống nhau phụ thân đỗ oánh nhiên mang theo đỗ oánh nhiên làm nghề y đỗ oánh nhiên tính tình từ đầu tới đuôi thiên chân hoạt bát tươi cười ngọt ngào Càng bởi vì theo phụ thân học được một tay hảo y thuật, đợi sau khi hồi kinh tiến vào y viện tiến tu, gả cho người cùng tệ trước hoa đính hôn, vợ chồng phu thê tình thâm, cả đời trôi chảy, nàng vì sao biết rõ ràng, vì chuyện xưa về Đỗ Oánh Nhiên đúng là nàng viết, nữ chủ đúng là Đỗ Oánh Nhiên. Vì sao biết phá hư mệnh số của Đỗ Oánh Nhiên là tệ trước hoa, cũng đơn giản, bởi vì tất cả chỗ tốt nguyên bản nữ chủ đạt được đều bị tệ trước hoa chiếm được. Tỷ như Đỗ Oánh Nhiên 13 tuổi vào kinh ở trong miếu ở ngoại ô cứu trị một cô gái, Linh Tâm, hiện tại người nọ đang theo bên người tề trước hoa. Phụ thân Đỗ Oánh Nhiên ở kinh thành đặt mua phòng ở, hàng năm thời điểm lễ mừng năm mới sẽ ở trong kinh tiểu trụ, vốn là muốn dạy nữ chủ học tập y thuật, tề trước hoa làm cho Đỗ Oánh Nhiên không học y, ngược lại vẫn cổ vũ Đỗ Oánh Nhiên học tập vũ đạo nàng thập phần không am hiểu. Lúc tỉnh lại dịp trăng trăng thấy nha hoàng kia, tên là Hải Đường, điển hình là đang ở tàu doanh lòng tại Hán, mỗi ngày kỹ kỹ qua qua đều là nói chỗ tốt của tề trước hoa, mới có thể làm cho đỗ oánh nhiên càng tự ti. Còn có ngoại tổ mẫu, nguyên bản ở dưới ngòi bút của nàng đỗ oánh nhiên ở trong kinh thành dựa vào mát xa giảm bớt đau đầu cho lão tổ tông, Cũng cố địa vị ở lão tổ tông trong lòng, hiện tại làm cái đó là tề trước hoa, nàng ở hiện đại đã tử vong, thật không ngờ xuyên qua một lần lại là đến trong sách của mình. Đỗ Oánh Nhiên chân chính đã đi từ lần sốt cao này, như vậy nàng là Đỗ oánh nhiên, ý niệm này ở trong đầu, hình ảnh phim nhựa dừng lại trước mắt âm âm thoát phá, như là từ trên trời ngã xuống. Tới phạm trần, Đỗ oánh nhiên cảm thấy thân mình đột nhiên thật nặng, đầu lại ẩn ẩn đau, tiểu thư tỉnh. Một thanh âm già nua ở bên tai vang lên. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.